gì mày nói thì mày kêu hoài vậy? Anh xin à. Quết cái đầu gì vậy? Cái gì? Cái giỏi. Anh xin. Cái giỏi nhà ông Tấn chín à. Biết rồi. À, cái gì vậy? Muối ớt để ông cay cho nội. Đó, được rồi nè. Đây. Đây. Mà sao anh biết? Hãy suy nghĩ bằng cái đầu. Cái đầu. Ai không biết là cái đầu? Ê, mày đâu chết ở đâu dưới? Tự nhiên dưới ông nội. Coi chừng tóc của nhà nha. Thoải mái đi. Anh lo hết rồi. Ăn không? Ăn. Nè. Okay. Trái này xấu như trời. Anh lại đi. Thôi lấy trái mới đi. Ổi nhiều mà. Nè. Nè. Trái nhỏ ăn rất ngon nè. Ngọt ngọt. Ngọt không? Hả? Muốn hết luôn. Trời ơi. Ở Tâm ấy mấy đứa mày tự ý quá ha. Ủa ông Tám nói gì kỳ vậy? Bà Tám kêu tụi con ơi ăn mà. Cũng có hả? Có. Ờ đúng rồi. Con nửa mặt ông Tám đó, con mới qua đi ăn á. Chứ bình thường dễ vậy. Ủa vậy hả? Bà kêu xong rồi không biết gì hết trơn trời. Thôi mấy đứa ăn thoải mái nha. Ngon không? Ngon không? Thôi anh ăn nhiêu đây đủ rồi. Cưng thoải mái đi. Ê chơi ném mua. Ok coi. Không ấy nha. Luôn. Ủa bà kêu xin với sĩ bà hỏi hả? Đâu đâu có đâu. Rồi gọi tới công chuyện với tao rồi. Tiếp tới. Tôi con gửi lời cảm ơn bà Tám nha. Ổn ngon quá. Con nể tình ông đó, con mới hoàng á. Thôi ăn gì ạ? Cuối cùng tôi gửi lại nhà này lâu lắm rồi, tôi đã trả thù được rồi, tôi đã trả thù được rồi. Muối này chấm đây. Cảm ơn nha. Thoải mái đi. Ai út gì mà. Ủa mắt kiến đâu vậy? Anh em trả cho tụi mắt kiến đi. Thôi tụi bé ông Tám á. Thấy mắt này hiểu nó nha. Mắt kiến vậy.